ta bắt đầu đi làm cái adapter này. Adapter thì ở đây chúng ta cần hiển thị mấy thông tin ạ? 1, 2, 3, 4, 5 thông tin đúng không? Hai ảnh này, rồi họ tên này, rồi năm sinh và câu lạc bộ, 5 thông tin. Thì để làm một cái adapter thì các bạn phải đi tạo cho mình một cái, thứ nhất là cái class, cái lớp để mà chứa 5 thông tin đấy. Đâu rồi, cuốn sách đâu, cuốn sách đây. Tạo cùng thư mục cuối thằng này luôn nhá, bên activity này luôn nhá. Kích chuột phải vào package này, bạn new một cái Java class, đặt tên là football, cầu thủ bô chứa cái ok một cái lát này public này. Rồi, class này gồm có 5 thông tin thôi. Private, thứ nhất là cái ảnh đại diện. Ảnh thì ở trong Android nó sẽ lưu bằng một số nguyên. Các bạn khai báo cho mình INT, IMG, Avatar. Lấy luôn cái thằng người phía ngoài mà cho nó trùng nhau luôn cho nó dễ hình dung. Avatar nhá. Thứ hai là cái họ tên private string. Họ tên đúng không? Cái thứ ba là cái gì ạ? Ngày sinh đúng không? Ngày sinh ta để dạng sâu. Ngày sinh. Cái thứ tư là câu lạc bộ đúng không? Để dạng sâu. Câu lạc bộ. Club. Thứ năm là ảnh ảnh cờ đúng không? Nó cũng là INT flag. Ok đó rồi, các em cũng đi tạo cho thầy hai hàm tạo đúng không, như thầy đã bảo với em rồi, cứ một cái class sinh ra các em tạo cho thầy hai hàm tạo, một hàm không đối số, một hàm có đối số cần thiết chúng ta sẽ dùng đến, còn không thì thôi đúng không, không mất gì cả, gen code thôi mà có phải mất công thời gian đi gõ đâu. Sau đấy các phương thức set get đúng không? Getter, setter chọn cả năm thằng. Ok. Và một cái hàm hiển thị thông tin nữa. ToString. Uninsert. ToString. Rồi, ok, xong, vứt đấy. Dùng xong, đúng không? Lớp tiếp theo mà chúng ta đi tạo đấy là cái lớp adapter new vào package nhá, Java class ta đặt tên là football adapter adapter public. Rồi, cái lớp này để cho nó trở thành được một adapter, các bạn phải kế thừa extend cái base adapter. Base adapter nó có lớp base adapter. Rồi, khi mà kế thừa cái thằng base adapter này nó là cái lớp object, vì vậy là nó sẽ có hàm một số hàm object các bạn phải cài đè. Bấm tiếp an enter nhé. Đó, chúng ta chọn implement methods, nó có bốn cái hàm này chúng ta cần phải implement, click ok luôn. Rồi có bốn hàm tính sao nhá, cứ để đấy, vứt đấy đó, hết lỗi rồi đúng không? Như chúng ta ban đầu nói là cái adapter này nó phải tương tự như cái adapter của cái thằng gì ạ, array, vì chúng ta sẽ làm cho nó một cái hàm tạo ba đối số đúng không, hàm tạo ba đối số. Hàm tạo ba đối số thì chúng ta sẽ khai báo ba cái đối tượng ở trong này. Đối tượng nhất là chúng ta lúc này chúng ta hình dung là đối tượng thứ nhất chúng ta truyền vào đấy là màn hình, đúng không? Màn hình trong Android chúng ta được khai báo bằng một cái đối tượng đấy là context. Context. Đối tượng thứ hai đấy là layout. Đối số thứ hai là layout.
Layout trong Android được khai báo, được lưu bằng kiểu INT, nó là một số nguyên. Như các bạn khai báo một cái INT layout. Ok. Đồ số thứ ba là chúng ta nhận vào giống như ở thằng array adapter cơ bản đúng không? Nó là một cái mảng. À, vậy chúng ta sẽ khai báo nó là mảng. Sau này chúng ta sẽ truyền vào, chúng ta khai báo nó là list. Sau này chúng ta sẽ truyền vào nó là một cái array list hoặc là một cái vector đều được. Kiểu dữ liệu cho nó luôn, nó là chúng ta chắc chắn là chứa cái dữ liệu dạng football. Được chưa? List. Rồi. Đủ 3 hàm, đủ 3 đối số. Ra đi tạo cho nó một cái hàm tạo uninsert constructor, chọn constructor. Chọn cả 3 đối số. Ok, đó. Nó tạo ra một cái hàm tạo đúng y nguyên như cái thằng array adapter luôn, đúng không? Sau này chúng ta sẽ cái bước thứ ba chúng ta làm là quay lại cái bước, quay lại bài trước chúng ta làm thôi, không có gì cả. Rồi tiếp tục, ở trong này cái hàm get cao là nó trả về cái số lượng dòng mà hiển thị ở trên list view. Vì vậy ở đây các em phải di chuyển về cái list chấm size. Nếu như các em mà không di chuyển về list chấm size để không như thế là list view của ta nó không có gì được đâu nhá. Nó căn cứ vào cái hàm get cao để nó hiển thị đấy. Thằng này get lấy về một cái item có nghĩa là một cái dòng dữ liệu, tuy nhiên chúng ta không dùng đến, chúng ta có thể bỏ đi, đóng lại, không dùng đến thôi. Get item bằng ID chúng ta không dùng đến, bỏ đi. À, chúng ta có cái hàm get một cái view lấy về một dòng dữ liệu. Đó. Hàm này chúng ta làm như sau. Hàm get view này các em làm như sau. Em khai báo thầy một cái layout interactor. Chúng ta gọi là interactor bằng cái đối tượng interactor này chúng ta sẽ lấy từ cái thằng context chấm get system service, chuyển vào một đối số sâu. Đối số sâu này là hàng số lấy từ context chấm, và chúng ta có một cái hàng số gọi là system service, system đâu à, sys service đồ số chúng ta cần đưa vào là layout interactor service nhé. Layout interactor service. Đây, layout interactor service. Rồi. Sau đây nó báo lỗi đúng không? Báo lỗi thì là bởi vì thằng này nó trả về một cái đối tượng khác, vì chúng ta phải ép kiểu về, chúng ta lại bấm an giữ enter, bấm enter. Rồi. Chọn nó đây là cap to. Đó, ép kiểu về, hoặc là em nào mà từ gõ vào cũng được, từ gõ cái dòng này đoạn này vào cũng được. Lấy về một đối tượng interactor thì chúng ta mới lấy được cái view, hiển thị được cái view. Rồi. Sau đấy chúng ta sẽ lấy về cái view bằng cách là view này bằng này. View là cái đối tượng view được lấy ở trên đồ số ở trên hàm nhá. View bằng interactor.inBlack. Nhận vào cái đồ số nhất là một cái resort, nó chính là cái layout của chúng ta. Layout. Đồ số thứ hai là group mà ta để null. Rồi. Như vậy đây là cái view mà như vậy chúng ta nhận vào cái view mà chúng ta đẩy vào cái ở cái hàm tạo này, đây này, được đưa vào đây. Và từ cái view này chúng ta sẽ phải làm một cái bước tiếp theo, đó là bước ánh sáng, giống như ở trong main activity ánh sáng, các control hay là các cái các view
view cái control đi, control trên cái view đấy. Rồi thì ánh xạ chúng ta sẽ phải khai báo đúng không? Khai báo chúng ta có đến 4 đối tượng view trên đấy. Đối tượng thứ nhất là image view avatar img avatar. Khai báo và ánh xạ luôn này. Bình thường chúng ta ánh xạ ở trên cái trong cái hàm chính mà hàm main activity của chúng ta ấy, là chúng ta gọi luôn hàm file body đúng không ạ? Tuy nhiên ở đây chúng ta nhìn thấy là không có. Bởi vì là nó ở trong cái adapter này thì nó không có đối tượng màn hình đúng không? Mà chúng ta phải lấy thông qua, bây giờ màn hình của chúng ta nó chính là view. Đó. Thì bây giờ chúng ta phải lấy thông qua thằng view này, view.fileviewbody. Đó. Và ánh xạ bình thường error.id.img và nó có img avatar. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có hai text view đúng không? Text view TTV họ tên bằng này view.fb này. R.id.tt họ tên. Tiếp theo là một cái text view tiếp theo chúng ta có thể copy xuống nhé. Ctrl D nó nhanh này. TT mô tả đúng không? Ở đây là TT mô tả. Thằng tiếp theo là thằng cờ đúng không? Các em copy cái dòng 44 nhé xuống đây. Nó là flag và đây là img flag. Đó. Sau khi chúng ta ánh xạ xong rồi chúng ta phải đổ dữ liệu vào cái các view đấy đúng không? Bắt đầu là chúng ta đang đổ dữ liệu là gì nhỉ? Là phích cứng đây, nhìn thấy chưa? Đây phích cứng. Bắt đầu dữ liệu chúng ta đang thiết kế là chúng ta phích cứng như này đúng không? Đây là phích cứng, đây là có ảnh, chứ còn bình thường chúng ta sẽ để một cái avatar thôi và cái mô tả gì đấy thôi, ví dụ như là họ tên ở đây thôi. Còn là như vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải đổ dữ liệu vào. Đổ dữ liệu vào thì chúng ta set vào thôi. Ảnh, đối với ảnh thì chúng ta sẽ đổ dữ liệu như sau. Ảnh này ta chấm set, nó có set image resort. Đó, có cái hàm set image resort. Nhận vào một cái ảnh kiểu số nguyên đúng không? Ảnh này lấy từ đâu? Ảnh này lấy từ cái đối tượng y này. Cứ mỗi một dòng này nó là vị trí thứ y. Thì từ vị trí thứ y này chúng ta lấy ra được một đối tượng. Ta khai báo một đối tượng là football. Lớp của chúng ta nhá, football. Bằng list, lấy từ list chấm get, get theo y. Đó. Và dữ liệu ta sẽ lấy từ cái thằng đối tượng football này. Ảnh chúng ta chấm get, chúng ta lúc này chúng ta đã gen code các cái hàm set get rồi đúng không? Ảnh avatar. Ok, tương tự như vậy chúng ta sẽ có là tt họ tên chấm, trong này thì đổ dữ liệu vào set text, chúng ta sẽ là text, chúng ta sẽ là set text, một cái text ở đây. Text ở đây chúng ta sẽ lấy từ football chấm get họ tên. Tương tự tt mô tả chấm set text, mô tả thì chúng ta sẽ có hai thông tin. Thứ nhất là football.get ngày sinh và cộng với nó một cái dấu cách này, cộng với một cái dấu cách nhá, như ta ban đầu mô tả, sau đó cộng với thêm một cái football.get club, được chưa? Tiếp theo là thằng ảnh đúng không? Img flag chấm set image resort football.get
flag ảnh. Như vậy chúng ta đổ xong dữ liệu, chúng ta sẽ return lại cho thằng màn hình chính một cái view. Ở đây chúng ta return view. Trong bài này thì chúng ta sẽ sử dụng này thôi, trong các bài tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng thêm một kỹ thuật nữa, người ta gọi là view holder. Thì cái tác dụng của view holder là không phải loát lại dữ liệu. Thì trong bài này chúng ta đơn giản chúng ta làm thế này đã. Rồi, như vậy chúng ta đã thiết kế xong cái thằng adapter. Thế bây giờ bước thứ ba là bước còn lại, là chúng ta sẽ làm tương tự như cái thằng gì? Tương tự như thằng bay adapter, đúng không? À bay thằng bay view thôi, đúng không nhỉ? Là gồm những bước gì nhỉ? Là phải quay lại cái bài toán. Bây giờ chúng ta quay lại bài toán như bài toán cũ, đúng không? Có hiểu ý không ạ? Bài toán cũ chúng ta là ở cái thằng layout, cái thằng giao diện của thằng này chúng ta phải chứa cái gì ạ? Một cái gì? Một cái list view, đúng không? Chứa một cái list view. Sau đó trong này chúng ta sẽ là làm gì? Chúng ta phải khai báo một cái, không phải là, cũng phải một cái mảng dữ liệu này, list, đúng không? Dữ liệu này chúng ta sẽ là phích cứng, tạo thành phích cứng dữ liệu dạng football, được chưa? Một cái list, được chưa? Rồi một cái adapter thì bây giờ chúng ta không phải là adapter gì nhỉ, không phải adapter nữa mà là cái gì adapter? Football adapter, được chưa? Adapter, ok. Rồi ở ngoài cái thằng gì, ở ngoài cái thằng là activity main, đúng không? Chúng ta sẽ có một cái gì nhỉ? Kéo thả luôn cho nhanh nhá, xóa này, kéo răng cho mình một cái list view, nó nằm ở trong cái thằng gì nhỉ? Layout, không phải legacy nhá, legacy list view, kéo sang cho mình một list view. Rồi list view này thì chả cần phải nail đâu, đây đang là control layout đấy. Chúng ta quay sang cái phần code này, nó bắt phải nail các bạn, bắt phải nail, chúng ta nail vào. Rồi, ok. Nếu vào xong thì chúng ta đặt cho nó một cái ID để chúng ta làm gì? Thì chúng ta tí nữa chúng ta gắn LV gì ạ? LV danh sách nhỉ? LV cầu thủ nhá. Đó. View cầu thủ đây, đúng không? Rồi, ok. Quay sang thằng main activity. Đó. Bên này chúng ta phải khai báo một cái list view. List view LV cầu thủ. Chúng ta cũng phải làm gì? Ánh xả nó bằng file ID. Ở đây chúng ta sẽ dùng file ID r.id.lv cầu thủ. Đó. Sau này chúng ta sẽ khởi tạo dữ liệu cho thằng lead đang phích cứng dữ liệu nhé. Sau này chúng ta phải lấy từ database new array list. Rồi chúng ta phải đưa vào đây một số thông tin của cầu thủ. Chấm này add new một cái football. Chúng ta sẽ sử dụng hàm tạo có đối số, đúng không? Đối số thứ nhất là hình ảnh, đúng không? Avatar nó mở lại xem cái football nhá. Đây này. À, hình ảnh được chưa? Họ tên rồi, họ tên thôi. Hình ảnh ta phải lấy ở trong draw, lấy trong layout đúng không? r.layout.android nhá. Android trừ a với hoa android trừ đấy với thường. Chấm mà r.layout chấm đó, nó có cái gì đây? Ô chấm công phượng nhá, có công phượng không? Ô, không có.
ar.arrival, sorry. Layout là nó chứa layout rồi. Chấm này. Arrival. Chấm. À, công phượng xem nào. Không có. Thế thì ar chấm kia thôi. Ar chấm arrival chấm công phượng. Chấm công phượng đây rồi. Rồi. Đồ số thứ hai là gì nhỉ? Họ tên đúng không? Họ tên từ chúng ta để là phi cứng đó. Nguyễn Công Phượng. Họ thông tin tiếp theo là gì nhỉ? Ngày sinh đúng không? 12 tháng 12 năm 1995. Rồi. Tiếp theo là câu lạc bộ đúng không? Hoàng Anh Gia Lai. Tiếp theo là ảnh tiếp theo đúng không? Ảnh thì chúng ta lấy draw.r.drawable.hoàng.cờ đúng không? Cờ Hoàng Anh Gia Lai. Đó, như vậy đây là một cái dòng thông tin. Sau đó chúng ta copy xuống có mấy dòng như thế đấy. Ctrl+D. Công Phượng xong rồi đến Xuân Trường. Cái gì đó nhỉ? Tuấn Anh. Quang Hai. Văn Toán. Văn Thánh đúng không? Kiểu thế. Rồi. Lương Xuân Trường. Lương ô. Đều nha. Lương Xuân Trường. Rồi, ngày sinh cho bọn này 95 hết mà, cho nó khắc tháng lên thôi. 1. Nguyễn Tuấn Anh. Thằng này là tháng 2. Nguyễn Quang Hải. Quang 2. Thằng này là tháng 3. Nguyễn Văn Toàn. Thằng này là tháng 7. Nguyễn Văn Thanh à? Đúng không? Thằng này là tháng 9. Đó. Mỗi quang 2 là câu lạc bộ Hà Nội thôi. Hà Nội FC đúng không? Hà Nội FC. Đó. Cờ thì mỗi thằng này là cờ kia thôi, cờ Hà Nội thôi. Rồi. Như vậy chúng ta có dữ liệu rồi, chúng ta sẽ khởi tạo cái thằng gì nhỉ? Adapter đúng không? Adapter bằng new thằng nào? Football adapter. Đó, chuyên vào ba đối số, đối số nhất là màn hình đang đứng main activity.zip. Đối số thứ hai là layout chúng ta đã thiết kế rồi đúng không? Nó là cái dòng dữ liệu đó. Nó nằm ở trong android.r.layout. Activity, lúc này chúng ta thiết kế là activity gì ạ, đúng không? Activity cũng không có. R thôi xem nào. R.layout. Đây rồi. Activity live football. Đó. Đầu số thứ ba là clip. Ok. Sau này chúng ta gắn adapter này cho list view lv cầu thủ. Set adapter. Đấy, adapter. Rồi, xong. Chạy thử. Tuy nhiên thì giao diện nó có thể là lệch đi một chút thì lúc ấy chúng ta lại quay lại chỉnh sửa, đúng không ạ? Ok, nó đang chạy nha. Đây, nó lên đây. À. Nguyễn Công Phượng đúng không? Đấy, Hoàng Anh Gia Lai này. Tuy nhiên thì layout chúng ta thiết kế nó chưa thẳng hàng lắm này, nhìn thấy chưa?
À, chúng ta phải căn làm sao cho nó fit ứng cái thằng hàng một chút. À. Và các bạn nhìn thấy là cái thằng này nó bị tràn ra màn hình và nó bị che khuất này. Thì trường hợp mà tràn ra màn hình che khuất này thì các bạn gắn cho cái layout đấy nó vào một cái scone, scone để cho nó có thanh cuộn nó cuộn xuống nhá. Ok. Để cho cái giao diện nó hiển thị mà xem được hết nhá, các bạn để vào cho nó cho mình một cái scone nhá, ở trong cái thằng này này. Khai báo thêm một cái thằng là scone. Là scone view. Cứ để grab content này. À, thường thường thằng này nó sẽ map parent nhưng thôi cứ để đấy. Đó. Scone view. Lỗi này nó bảo là bắt buộc phải chứa đựng cái gì. Rồi cắt thằng này vào nhé. Cái thằng này con chất leo này nó cứ bắt chúng ta phải neo niếc rất chi là khó chịu đúng không? Để mắt lần nhá. Hoặc là chuyển luôn thằng này sang cái này như leo cho nó đỡ bực. Map parent. À, rồi. Chạy lại. Đang instant. Ra mỗi một thằng à? Đều nha. Như vậy thì cái scope này chúng ta phải để ở phía ngoài nhá, ngoài cả layout nữa cơ. À. Scope này chúng ta phải để ngoài bao bọc cả layout nữa cơ. Vậy cái thằng này nó cần người cho nó thằng này không? À, để cho nó đơn giản như này nhé. Undo lại đi. Scone này. Xóa đi. Hết nhá. Scone ta để phía ngoài này. Scone view này. Gì này. Ok nhá, scone chúng ta phải để phía ngoài nhá. Sau đấy này, cắt vào này. Cắt hết thằng này luôn. Đó. Rồi, bây giờ chạy thì nó sẽ lên được. Chạy thử lại đi. Chạy thử lại nhá. Đó. Và chúng ta cuộn chuột xuống này. Đấy, nó cuốn chuột lên là văn thanh văn toàn đúng không? Cuốn lên cuốn xuống. Đó. Rồi, ok. Còn cái leo chúng ta tự về nhà căn chỉnh nhá. Rồi.